40. Phẩm Bảy Mặt Trời. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ sau giờ ăn, các tỳ kheo tập trung ở giảng đường phổ hội, bàn luận như vậy. Núi Tu Di này rất là rộng lớn, các núi khác không thể sánh, hết sức kỳ lạ, cao rộng hùng vĩ. Như vậy mà không bao lâu nữa sẽ bị tan rã, không còn sót thứ gì. Các núi lớn khác y tựa vào núi Tu Di cũng sẽ tan rã. Bấy giờ, Thế Tôn Bằng Thiên Nhĩ nghe các tỳ kheo bàn luận như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ giảng đường kia và ngồi xuống. Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi ở đây đang bàn luận những gì, đang định làm gì?" Các tỳ kheo đáp: "Chúng con tụ tập ở đây luận về pháp sự kia, những điều vừa được thảo luận đều đúng như pháp." Thế Tôn bảo: "Lành thay tỳ kheo, các ngươi xuất gia cần phải thảo luận chánh pháp, nhưng cũng không bỏ sự im lặng của hiền thánh. Vì sao vậy? Khi các tỳ kheo tụ tập một chỗ thì nên làm hai việc. Những gì là hai? Một là luận bàn như pháp, hai là im lặng như thánh hiền. Các ngươi làm hai việc này luôn luôn được an ổn, không mất thời nghi. Vừa rồi các ngươi đã luận nghĩa như pháp những gì vậy?" Các tỳ kheo đáp: "Hôm nay các tỳ kheo tụ tập tại giảng đường này để luận nghĩa như vậy. Thật là kỳ lạ, núi Tu Di này hết sức cao rộng, nhưng núi Tu Di này như vậy không bao lâu sẽ bị tan rã. Các núi Thiết Di ở bốn phía cũng sẽ bị tan rã như vậy. Vừa rồi chúng con tụ tập ở đây bàn luận như pháp vậy." Thế Tôn bảo: "Các ngươi có muốn nghe sự biến chuyển đưa đến bại hoại của cảnh giới thế gian này không?" Các tỳ kheo bạch Phật: "Nay là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn hợp thời giảng nói, để cho chúng sanh được tâm giải thoát." Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các ngươi hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ luôn trong lòng." Các tỳ kheo đáp: "Thưa dân, bạch Thế Tôn." Bấy giờ các tỳ kheo dâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: "Núi Tu Di thật rộng lớn, không núi nào có thể sánh bằng. Tỳ kheo nên biết, núi Tu Di nhô khỏi mặt nước cao 8 vạn 4 ngàn do tuần, và chìm dưới nước sâu cũng 8 vạn 4 ngàn do tuần. Núi Tu Di được tạo nên do 4 loại báo là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Lại có 4 gốc cũng được tạo thành do 4 loại báo là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Thành vàng quách bạc, thành bạc quách vàng, thành thủy tinh quách lưu ly, thành lưu ly quách thủy tinh. Trên núi Tu Di có 5 loại trời cư trú ở đó, đều do túc duyên mà sống nơi này. Những gì là 5? Trong thành bạc kia có trời Tế Cước cư trú, trong thành vàng kia có trời Thi Lợi Sa cư trú, trong thành thủy tinh kia có trời Hoang Duyệt cư trú, trong thành lưu ly kia có trời Lực Thạnh cư trú. Giữa thành vàng và bạc có Tỳ Sa Môn Thiên Dương cư trú, cùng với số lượng dạ xoa không thể đếm xuể. Giữa thành vàng và thủy tinh có Tỳ Lưu Bát Xoa Thiên Dương cư trú, cùng với các long thần. Giữa thành thủy tinh và lưu ly có Tỳ Lưu Lạc Xoa Thiên Dương cư trú. Giữa thành lưu ly và vàng có Đề Đầu Lại Tra Thiên Dương cư trú. Tỳ kheo nên biết, dưới núi Tu Di có Atula cư trú. Khi Atula muốn đánh nhau với trời Tam Thập Tam, thì trước cùng đánh nhau với trời Tế Cước. Nếu thắng, tiến đến thành vàng cùng đánh nhau với trời Thi Lợi Sa. Khi đã thắng trời Thi Lợi Sa, lại đến thành thủy tinh cùng đánh nhau với trời Hoang Duyệt, thắng rồi
chúng tiến đến thành Lưu Ly. Thắng đây rồi, chúng đánh nhau với trời Tam Thập Tam. Tỳ kheo nên biết, trời Tam Thập Tam cư trú trên đỉnh núi Tu Di, ngày đêm phát ra ánh sáng, tự chiếu sáng cho nên như vậy. Nương vào núi Tu Di mà mặt trời mặt trăng trôi đi. Nhật Thiên Tử có thành quách dài rộng 51 do tuần. Nguyệt Thiên Tử có thành quách dài rộng 39 do tuần. Ngôi sao lớn nhất dài rộng 1 do tuần. Sao nhỏ nhất dài rộng 200 bộ. Đỉnh núi Tu Di từ đông sang tây, từ nam đến bắc, dài rộng 84.000 do tuần. Gần núi Tu Di, phía nam có núi Đại Thiết Di, dài rộng 84.000 dặm, cao 8.000 dặm. Thêm nữa, ngoài núi này có núi Ni Di Đà bọc quanh núi ấy. Cách núi Ni Di Đà lại có núi tên là Khư La. Cách núi này lại còn có núi tên Ti Sa. Cách núi này lại còn có núi tên Mã Đầu, lại có núi tên Tỳ Na Gia. Kế núi Tỳ Na Gia lại có núi tên Thiết Di, Đại Thiết Di. Chính giữa núi Thiết Di có 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục có 16 ngục phụ. Núi Thiết Di này giúp ích rất nhiều cho Diêm Phù Đề Lý Địa. Nếu không có núi Thiết Di này, Diêm Phù Đề Lý Địa thường là nơi hôi thối. Bên ngoài núi Thiết Di có núi Hương Tích. Cạnh đó có 84.000 voi chúa trắng sinh sống nơi này. Mỗi con có 6 ngà được trang sức bằng vàng bạc. Trong núi ấy có 84.000 hang. Các voi ấy cư trú ở đó. Còn voi tối thượng được tạo bởi vàng bạc, thủy tinh, lưu ly. Thích Đề Hoàng Nhân thường tự thân cởi nó. Chuyển Luân Thánh Dương cởi voi nhỏ nhất. Cạnh núi Hương Tích có ao nước Ma Đà, sinh toàn hoa sen ưu bát, hoa câu mâu đầu. Những con voi kia nhổ rễ ăn. Cạnh ao nước Ma Đà có núi tên Ưu Xà Già La. Núi này sanh ra đủ loại cây cỏ, chim thú, sâu bọ, hổ báo, đều nương vào núi này mà ở. Có nhiều người đắc thần thông cũng đều sống ở đây. Kế đó lại có núi tên Ban Trà Bà. Tiếp lại có núi tên Kỳ Xà Quật. Đây là chỗ y cứ của Diêm Phù Lý Địa. Các tỳ kheo nên biết, cho đến một lúc, khi thế gian này sắp băng hoại, trời không mưa, những lúa mạ đã gieo không tăng trưởng, các con sông suối nhỏ đều bị khô cạn, tất cả các hành đều quy về vô thường, không tồn tại lâu. Tỳ kheo nên biết, hoặc có lúc bốn sông lớn như Hằng Hà, Tư Đầu, Tử Đà, Bà Xoa cũng lại khô cạn không còn gì sót lại. Cũng vậy tỳ kheo, vô thường trăm lần biến đổi chính là vậy. Tỳ kheo, cho đến một lúc, khi thế gian này có hai mặt trời xuất hiện, lúc ấy các loại cây cối thảo mộc đều điêu tàn. Cũng vậy tỳ kheo, vô thường biến dịch, không được tồn tại lâu dài. Lúc ấy, nước các nguồn suối nhỏ đều khô cạn. Tỳ kheo nên biết, khi hai mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biển lớn, tất cả đều khô cạn đến cả trăm do tuần. Dần dần đến 700 do tuần, nước tự nhiên khô. Tỳ kheo nên biết, khi ba mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước bốn biển lớn trong vòng ngàn do tuần tự nhiên khô cạn. Dần dần cho đến 7.000 do tuần, nước tự nhiên khô cạn. Tỳ kheo nên biết, khi bốn mặt trời xuất hiện, nước bốn biển lớn chỉ còn sâu khoảng 1.000 do tuần. Như vậy tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, không tồn tại lâu dài được. Tỳ kheo, cho đến một lúc, khi thế gian có năm mặt trời xuất hiện, lúc ấy nước trong bốn biển lớn chỉ còn 700 do tuần nước, dần dần còn lại 100 do tuần. Tỳ kheo nên biết, khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển chỉ còn 1 do tuần,
dần dần nước khô không còn gì hết. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước chỉ còn 7 thước. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển khô hết không còn gì. Tỳ kheo nên biết, tất cả các hành đều vô thường, không tồn tại lâu dài được. Tỳ kheo, cho đến một lúc, khi 6 mặt trời xuất hiện, mặt đất dày 6 vạn 8.000 do tuần này đều bốc khói hết. Núi Tu Di cũng dần dần bị sụp lở. Khi 6 mặt trời xuất hiện, 3.000 đại thiên quốc độ này đều băng hoại, giống như người thợ gốm nung đồ gốm. Lúc ấy 3.000 đại thiên quốc độ cũng lại như vậy, lửa cháy bừng bừng lan khắp nơi. Tỳ kheo nên biết, khi 6 mặt trời xuất hiện, 8 địa ngục lớn cũng bị tiêu diệt, nhân dân qua đời. 5 loại trời nương vào núi Tu Di cũng mạng chung. Trời Tam Thập Tam, trời Diêm Thiên, cho đến trời Tha Hóa Tự Tại cũng mạng chung. Cung điện đều trống. Khi 6 mặt trời xuất hiện, núi Tu Di và 3.000 đại thiên quốc độ đều trống không, không còn gì. Như vậy tỳ kheo, các hành đều vô thường, không tồn tại lâu dài được. Tỳ kheo nên biết, cho đến một lúc, khi 7 mặt trời xuất hiện, bấy giờ đất tuy dày 6 vạn 8.000 do tuần và 3.000 đại thiên quốc độ đều bốc lửa. Khi 7 mặt trời xuất hiện, núi Tu Di này dần dần tan hoại, 100.000 do tuần tự nhiên sụp lở hoàn toàn không còn gì, cũng không còn thấy mảy may khói bụi, huống gì là thấy tro. Khi ấy, cung điện trời Tam Thập Tam cho đến trời Tha Hóa Tự Tại đều bốc lửa. Lửa bốc cháy nơi này cho đến trên Phạm Thiên. Các thiên tử mới sinh ở thiên cung kia, vì xưa nay không thấy kiếp thiêu, nên khi thấy ánh lửa bốc cháy này, trong lòng kinh hãi, lo bị lửa đốt. Song những vị thiên tử sống lâu, đã từng thấy kiếp thiêu, liền đến an ủi những thiên tử mới sanh. Các ông chớ có lo sợ, lửa này hoàn toàn không thể lan đến nơi này. Tỳ kheo nên biết, khi 7 mặt trời xuất hiện, từ nơi này đến 6 trời dục giới, cho đến 3.000 đại thiên quốc độ đều thành tro bụi, cũng không còn dấu vết hình chất. Như vậy tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, không thể bảo tồn lâu, đều đưa đến hoại diệt. Bấy giờ, nhân dân qua đời, sinh về quốc độ khác, hoặc sinh lên trời. Chúng sanh nào trong địa ngục, nếu tội trước đã hết, thì sinh lên trời, hoặc quốc độ khác. Nếu chúng sanh địa ngục kia chưa hết tội, thì lại dời đến quốc độ khác. Tỳ kheo nên biết, khi 7 mặt trời xuất hiện, không còn dấu vết ánh sáng mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Khi ấy, mặt trời mặt trăng đã diệt, không còn ngày và đêm. Này tỳ kheo, đó gọi là vì quả báo nên đưa đến tan rã này. Tỳ kheo nên biết, khi thành tựu kiếp trở lại, cho đến một lúc lửa tự nó tắt mất, trong hư không nổi lên mây lớn, dần dần mưa xuống. Khi ấy 3.000 đại thiên quốc độ này đều ngập nước, nước dâng lên cõi Phạm Thiên. Tỳ kheo nên biết, bấy giờ nước này dần dần ngưng lại và tự tiêu hết, lại có cơn gió khởi lên tên là Tùy Lam, thổi nước này tụ lại một chỗ. Lúc bấy giờ, gió này lại thổi dậy 1.000 núi Tu Di, 1.000 núi Kỳ Di Đà, 1.000 núi Ni Di Đà, 1.000 núi Khư La, 1.000 núi Y Sa, 1.000 núi Tỳ Na, 1.000 núi Thiết Di, 1.000 núi Đại Thiết Di. Lại sinh 8.000 địa ngục, lại sanh 1.000 núi Mã Đầu, 1.000 núi Hương Tích, 1.000 núi Ban Trà Bà, 1.000 núi Ưu Xà Già, 1.000 cõi Diêm Phù Đề, 1.000 cõi Cù Gia Ni, 1.000 cõi Phất Vu Đại, 1.000 cõi Uất Đơn Việt. Lại sinh nước 1.000 biển, lại sinh 1.000 cung Tứ Thiên Dương,
một ngàn trời tam thập tam, một ngàn diệm thiên, một ngàn trời đâu xuất, một ngàn trời hóa tự tại, một ngàn trời tha hóa tự tại. Tỳ kheo nên biết, cho đến một lúc nước rút, đất bày trở lại, khi ấy trên đất tự nhiên có lớp chất béo đất rất thơm ngon hơn cả cam lồ. Nên biết chất béo đất kia có mùi vị giống như rượu ngọt bồ đào. Tỳ kheo nên biết, cho đến một lúc các vị trời Quan Âm nói với nhau: chúng ta xuống Diêm Phù Đề để xem mặt đất kia khi phục hồi trở lại. Thiên tử Quan Âm xuống đến thế gian, thấy trên mặt đất có chất béo đất này, liền dùng ngón tay quết đưa vào miệng mà ăn thử. Khi ấy, thiên tử ăn nhiều chất béo đất nên không còn oai thần và ánh sáng nữa. Thân thể trở nên nặng mà sanh ra xương thịt, mất thần túc không còn bay được. Thiên tử nào ăn ít chất béo đất thì thân thể không nặng, cũng không mất thần túc, có thể bay lại trên hư không. Lúc ấy, những thiên tử mất thần túc đều cùng nhau than khóc, nói với nhau: nay chúng ta thật là cùng khốn, lại mất thần túc, phải ở lại thế gian, không thể trở lên trời lại được. Rồi họ ăn chất béo đất này và để ý nhan sắc nhau. Khi ấy, thiên tử nào có nhiều dục ý thì trở thành người nữ, rồi làm tình dục cùng nhau vui thích. Này tỳ kheo, đó gọi là lúc thế gian mới hình thành, có pháp dâm này lưu truyền thế gian, là thường pháp tối sơ, khi người nữ xuất hiện ở đời, cũng lại là pháp xưa, chẳng phải mới ngày nay. Lúc ấy, các vị trời Quan Âm khác thấy các thiên tử đọa lạc, liền đến quở trách rằng: vì sao các ông lại làm hạnh bất tịnh này? Lúc này, các chúng sanh lại tự nghĩ: chúng ta phải tìm cách nào để có thể nghỉ đêm với nhau mà mọi người không thấy. Dần dần, chúng làm nhà cửa để tự che thân thể. Này tỳ kheo, đó gọi là do nhân duyên này mà ngày nay có nhà cửa. Tỳ kheo nên biết, cho đến một lúc, chất béo đất tự nhiên lẫn xuống đất, sau đó sanh ra lúa gạo rất tươi sạch, cũng không có vỏ ngoài, hết sức thơm ngon, khiến người ăn được mập trắng. Sáng thu hoạch, chiều lại sinh, chiều thu hoạch, sáng lại sinh. Này tỳ kheo, bấy giờ mới có tên lúa gạo này xuất hiện. Tỳ kheo, cho đến một lúc, nhân dân biến nhát, không chuyên cần sinh hoạt. Có một người suy nghĩ: vì sao ngày nào ta cũng phải gặt hái lúa thóc này, nên thu một lần cho cả hai ngày. Người đó liền đi thu hoạch lúa một lần cho hai ngày. Bấy giờ, nhân dân lần lượt mang thai, và do đó có sự sanh đẻ. Một lúc nọ, có một chúng sanh bảo chúng sanh kia: chúng ta cùng đi gặt lúa. Người kia đáp: tôi đã lấy lương thực đủ cho hai ngày. Người này nghe xong bèn nghĩ: ta phải chứa lương thực 4 ngày. Người ấy liền lo lương thực đủ 4 ngày. Lại có chúng sanh nói với chúng sanh ấy rằng: chúng ta cùng ra ngoài thâu lúa. Người này đáp: tôi đã lấy lương thực 4 ngày. Người kia nghe rồi liền nghĩ như vậy: ta phải lo lương thực 8 ngày. Nó liền lo chứa thức ăn 8 ngày. Do vậy, lúa kia không sinh trở lại. Bấy giờ, mọi người suy nghĩ như vậy: thế gian có tai họa lớn, giờ lúa thóc này không như xưa nữa, nay phải phân chia lúa thóc này. Tức thì chúng phân chia lúa thóc. Lúc ấy có chúng sanh suy nghĩ như vậy: giờ ta hãy giấu lúa thóc mình, nên ăn trộm lúa thóc người khác. Rồi chúng sanh ấy giấu lúa thóc mình, ăn trộm lúa thóc người khác. Chủ kia bắt gặp nó ăn trộm lúa thóc, liền nói với nó: sao ông lấy lúa thóc của tôi? Giờ tha tội ông, sau này chớ tái phạm. Bấy giờ, thế gian bắt đầu có tâm trộm cắp này.
Lúc này lại có chúng sanh nghe lời này rồi, liền nghĩ như vậy: giờ ta hãy giấu lúa thóc mình, nên trộm lúa thóc người khác. Rồi chúng sanh ấy liền cất vật của mình mà lấy vật người khác. Người chủ kia thấy vậy nói với nó: sao ông lại lấy lúa thóc tôi? Nhưng người kia im lặng không đáp. Lúc ấy chủ vật liền giơ nắm tay đánh: từ nay về sau chớ có xâm lấn nữa. Bấy giờ mọi người dân nghe chúng sanh trộm lẫn nhau, bèn tụ tập và cùng bàn bạc: thế gian có phi pháp này, chúng trộm lẫn nhau, nay phải lập người giữ ruộng để giữ gìn ruộng. Có chúng sanh kia thông minh tài giỏi nên lập làm chủ ruộng. Rồi họ bầu chọn chủ ruộng mà nói rằng: các vị nên biết thế gian có sự trộm cắp phi pháp này. Này ông hãy giữ ruộng, chúng tôi sẽ trả công cho. Những người dân nào đến lấy trộm lúa thóc người khác, hãy trị tội họ. Bấy giờ chủ ruộng được lập. Tỳ kheo nên biết, người giữ ruộng kia bấy giờ được gọi là dòng sát lợi, đều là pháp xưa chẳng phải pháp bây giờ. Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: dòng sát lợi bắt đầu, đứng đầu trong các họ. Người thông minh tài giỏi được trời người kính đãi. Bấy giờ có người kia xâm phạm vật người khác, nó liền bị sát lợi bắt trị phạt. Nhưng người ấy lại không sửa đổi lỗi mà vẫn tái phạm. Chúa sát lợi ra lệnh làm đao trượng, bắt người kia mà bêu đầu. Bấy giờ thế gian bắt đầu có sự sát sanh này. Khi ấy mọi người dân nghe giáo lệnh này: nếu có ai trộm cướp lúa thóc người khác, chúa sát lợi sẽ bắt giết. Tất cả sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng. Có người dựng am cỏ, ở trong ấy tọa thiền, tu phạm hạnh, nhất quyết xả bỏ gia nghiệp, vợ con thê thiếp, độc cư nhàn tịnh, quyết chí tu phạm hạnh. Nhưng từ đó về sau, có chủng tánh Bà La Môn. Bấy giờ liền có hai chủng tánh xuất hiện ở đời. Tỳ kheo nên biết, thời bấy giờ do trộm cắp nên có sát sanh, do sát nên có đao trượng. Bấy giờ chúa sát lợi bố cáo nhân dân: người nào đẹp đẽ tài cao sẽ được giao thống lĩnh nhân dân này. Lại bố cáo: nếu người dân nào trộm cắp sẽ bị trừng trị. Sau đó liền có dòng họ Tỳ xá này xuất hiện ở đời. Bấy giờ có nhiều chúng sanh nghĩ như vậy: nay mọi người sát hại nhau đều là do nghề nghiệp mà ra. Nay ta phải lui tới khắp nơi để mưu tự nuôi sống. Khi ấy liền có chủng tánh Thủ Đà La xuất hiện ở đời. Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: đầu tiên lớp sát lợi, kế đến Bà La Môn, thứ ba là Tỳ Xá, tiếp nữa dòng Thủ Đà. Có bốn dòng dõi này dần dần sanh lẫn nhau, đều từ thân trời đến và cùng một sắc gia. Tỳ kheo nên biết, khi có tâm sát sanh trộm cắp này, nên không còn có lúa thóc tự nhiên này nữa. Bấy giờ có năm loại hạt giống: một là hạt từ rễ, hai là hạt từ thân, ba là hạt từ cành, bốn là hạt từ hoa, năm là hạt từ quả, và sinh những loại hạt giống khác. Đó gọi là năm loại giống, đều do gió thổi từ các quốc độ nơi khác đến, được dùng để trồng, lấy đó để tự nuôi sống. Như vậy tỳ kheo, thế gian có điềm báo này liền có sanh già bệnh chết, cho đến khiến cho ngày nay có thân năm thủ uẩn này, không dứt được biên tế khổ. Đó gọi là sự biến đổi lúc kiếp thành bại của thế giới mà ta nói cho các ngươi. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, nay ta đã nói hết cho các ngươi. Hãy vui sống nơi chỗ nhàn tĩnh, nên nhớ nghỉ ngồi thiền, chớ sinh giải đãi. Nay không tinh thành, sao hối hận vô ích?
Đây là những lời dạy dỗ của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại Ca Lăng Đà trong vườn trúc tại thành La Duyệt cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế ở giữa quần thần nói rằng: nước Bạc Kỳ rất thịnh vượng, dân chúng đông đúc, ta sẽ chinh phạt để thu phục nước ấy. Rồi vua A Xà Thế bảo Bà La Môn Bà Lợi Ca rằng: ông hãy đến chỗ Thế Tôn, xưng tên họ ta mà hỏi thăm Thế Tôn, đảnh lễ thừa sự rồi thưa. Vua A Xà Thế bạch Thế Tôn: vua có ý muốn chinh phạt nước Bạc Kỳ, không biết có được không? Nếu Như Lai có dạy gì, ông hãy nhớ kỹ rồi về nói lại cho ta. Vì sao vậy? Như Lai không có nói hai lời. Bà La Môn dâng lệnh vua đến chỗ Thế Tôn thăm hỏi rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn bạch Phật rằng: vua A Xà Thế kính lạy Thế Tôn, thừa sự hỏi thăm. Rồi lại bạch: ý vua muốn công phạt nước Bạc Kỳ, trước hết đến hỏi Phật, không biết có được không? Bấy giờ Bà La Môn kia lấy y che kín đầu, chân mang giày ngà voi, hông đeo kiếm bén, không nên vì ông nói pháp. Khi ấy Thế Tôn bảo A Nan: nếu nhân dân nước Bạc Kỳ tu bảy pháp, quyết không bị giặc cướp bên ngoài tiêu diệt, những gì là bảy? 1. Nếu nhân dân nước Bạc Kỳ tập hợp lại một chỗ không phân tán, sẽ không bị nước khác phá hoại. Đó gọi là pháp thứ nhất, không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 2. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ trên dưới hòa thuận, nhân dân nước Bạc Kỳ sẽ không bị người ngoài cầm giữ. Này A Nan, đó gọi là pháp thứ hai, không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 3. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ không tà dâm, đắm sắc người nữ khác, đó gọi là pháp thứ ba, không bị giặc ngoại xâm phá hoại. 4. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ không đem việc nơi này truyền đến nơi kia, cũng lại không đem việc nơi kia truyền đến nơi này, đó gọi là pháp thứ tư, không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 5. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, thừa sự kính lễ đồng phạm hạnh, đó gọi là pháp thứ năm, không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 6. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ không tham đắm của báo người khác, đó gọi là pháp thứ sáu, không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 7. Lại nữa A Nan, nếu người nước Bạc Kỳ đều cùng một lòng hướng đến miếu thần mà chuyên tin ý mình, sẽ không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. Đó gọi là pháp thứ bảy, không bị giặc ngoại xâm phá hoại. A Nan, đó gọi là người Bạc Kỳ tu bảy pháp này, quyết không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. Khi ấy, Bà La Môn bạch Phật: giả sử người nước Bạc Kỳ thành tựu chỉ một pháp thôi, còn không thể hoại, huống chi đến bảy pháp thì làm sao hoại nổi? Đầy đủ thay, bạch Thế Tôn, nhưng việc nước đa đoan, con muốn trở về. Bà La Môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Sau khi Bà La Môn đi được một lát, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói bảy pháp không thối chuyển, các ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: thưa dân, bạch Thế Tôn. Bấy giờ các tỳ kheo dâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi là bảy pháp không thối chuyển? 1. Tỳ kheo nên biết, nếu tỳ kheo cùng tập hợp lại một chỗ, đều cùng hòa thuận, trên dưới chăm sóc nhau, tiến dần lên trên, tu các pháp lành không thối chuyển,
không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ nhất. 2. Lại nữa, chúng tăng hòa hợp, thuận theo giáo pháp, tiến dần lên trên, không thối chuyển, không để ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ hai. 3. Lại nữa, tỳ kheo không bận rộn công việc, không huân tập nghiệp đời, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ ba. 4. Lại nữa, tỳ kheo không tụng đọc sách tạp, trọn ngày sách tấn tình ý, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ tư. 5. Lại nữa, tỳ kheo siêng tu pháp, trừ khử ngũ nghỉ, thường tự cảnh tỉnh, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ năm. 6. Lại nữa, tỳ kheo không học toán thuật, cũng không khuyến khích người khác học, thích chỗ yên tĩnh, tu tập pháp, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ sáu. 7. Lại nữa, tỳ kheo khởi tưởng, tất cả thế gian không đáng ưa thích, tập hành thiền, tham nhẫn pháp giáo, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ bảy. Tỳ kheo thành tựu bảy pháp này, hòa thuận với nhau mà không thể tùy tiện. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này: trừ bỏ mọi nghiệp đời, không tư duy loạn tưởng, nếu không hành như vậy, không thể được tam muội. Người hay ưa thích pháp, phân biệt nghĩa pháp ấy, tỳ kheo ưa hạnh này sẽ dẫn đến tam muội. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bảy pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.